Đó giờ bạn rơi vào tình huống mà bạn mài sức ra chụp vài chục kiểu ảnh cho bạn ý, em ý, cô ý, nhưng mà rồi đưa ảnh ra thì mặt phụng phịu, ứ chịu. Nó cũng làm cho chúng mình cảm giác hơi nản một tí và cũng hơi tự ái một chút. Hay là giữa trời nắng chang chang kéo nhau ra bắt đoạn chụp ảnh cảm thấy cực kỳ mệt người. Vlog ngày hôm nay mình có 11 tips cho bạn để làm sao để chụp được những bức ảnh đẹp nhất cho bạn ý, cô ý, em ý, anh ý, bất kỳ ai mà bạn đang yêu thích. Let's go. Tip đầu tiên, đây là thứ quan trọng nhất mà bạn cần phải làm rõ ngay từ đầu, ngay khi chụp bất kỳ bức ảnh nào. Phải biết xem ảnh đẹp với người yêu có nghĩa là gì. Kiểu nhiều khi mình nghĩ nhìn thấy một cái khung cảnh đẹp dã man như thế này mà mình nghĩ là nó phải cực kỳ đẹp, nó phải kiểu sâu, to, hoành tráng. Thế nhưng mà người ta chỉ quan tâm rằng mặt người ta có đẹp hay không, mũi có cao hay không, chân có dài hay không, mặt có hóp hay không. Yeah. Và nhiệm vụ của chúng mình là phải làm hài lòng được cái ảnh đẹp đó. Tip thứ hai, mình nghĩ rằng thường thì với phần lớn các bạn trẻ bây giờ, cho dù là bạn nam hay bạn nữ, thì cái quan trọng nhất với các bạn ấy là cái dáng của bạn ấy và cái nét mặt của bạn ấy thường là cái quan trọng nhất. Nên là khi mà chụp ấy thì dành tầm khoảng vài chục tấm đầu tiên để bạn căn được cái góc mà bạn ưng ý nhất. Bây giờ phải tìm một chỗ để chụp ở đồng đấy. Ý tưởng của Trang là Trang muốn ngồi và làm cho cái đầu này rất là rộng lớn. Đương nhiên là nó rộng rồi, nó cực kỳ rộng, rất là đẹp. Thế nhưng mà ý tưởng là muốn cho nó tự nhiên, trông kiểu casual, không quá là đầu tư kiểu Photoshop kiểu woo. Ok, let's do it. Rồi khi mà bạn có được cái góc ăn ý rồi thì mới bắt đầu chỉnh dáng và chỉnh góc mặt. Cái sai lầm mà tốn nhiều thời gian nhất của bọn mình đó là cùng một lúc mà bọn mình đang cố gắng vừa căn được góc, vừa chỉnh được dáng, vừa chỉnh được nét mặt, nên là nó cứ loạn cả lên. Nhiều khi mình không hiểu rõ rằng ô, cái góc đẹp như thế này tại sao chắc lại không thích. Hóa ra là vì không thích cái dáng chứ không phải là không thích cái góc mặt. Đấy. Phải tháo cả giày ra tại vì là không mang tripod. Tip thứ 3, nếu mà có thể, nếu mà mọi người có dành một ngày hay nửa ngày đi chơi với nhau và muốn có cực kỳ nhiều ảnh đẹp thì nhất định cố gắng thuyết phục bạn ấy mang 1, 2, 3 bộ quần áo khác để mà có thể thay. Tại vì một bộ quần áo thường sẽ là 10 tấm ảnh thì nó cũng chỉ là lấy một, nên là thay một tấm khác. Cái góc của chú kinh của em ạ. Nhất là với bạn nào mà thích về thời trang ấy thì nhiều khi bạn chụp được cả chục tấm cho bạn ấy, mỗi tấm ở một cái góc khác nhau, ở một cái địa điểm khác nhau, nhưng mà tại vì chỉ mặc cùng một cái loại quần áo nên là bạn sẽ không post cái đấy, bạn sẽ không thấy thích cái đấy nữa. Tại vì là nếu mà bạn post cái đấy thì người ta trên mạng, ở trên Instagram, trên Facebook sẽ cảm giác như là bạn ấy vẫn đang sử dụng cùng một tấm ảnh, nên là mang ít nhất 2 hoặc 3. Tip thứ 4, chúng mình cần hỏi rõ trực tiếp. Ê bếp, em thích cái góc mặt nào là cái góc kiểu đẹp hơn của em? Dạ, mình thực sự mình không hiểu cái điều đấy. Nhưng mà mình để ý rằng là các bạn nữ nói rằng là các bạn ấy có một cái góc mặt đẹp hơn. Mình không hiểu góc mặt trái và góc mặt phải thì tại sao lại có cái đẹp hơn. Nhưng mà các bạn thấy như vậy nên là chúng mình cần phải đáp ứng cái nhu cầu như thế. Nên là hỏi rõ xem góc trái hay góc phải, góc trên hay góc dưới. Và rồi khi mà bạn đã có cái khung hình rồi, cái góc ảnh rồi thì bắt đầu chỉnh cái góc mặt hay là chỉnh cái dáng. Nhiều bạn sẽ thích chân dài, hay là nhiều bạn sẽ thích mặt nhỏ, hay là bạn sẽ thích cằm dài như thế nào đó. Tip thứ 5, trong lúc chụp đừng ngại, cứ liên tục nói bạn ấy chỉnh cái góc mặt, chỉnh cái góc người. Cảm giác như là mọi người đang ở trong một cái photo shoot vậy, và bạn là photographer, và bạn sẽ cảm giác như là bạn ấy kiểu là một người mẫu, là một người chuyên nghiệp. Nên là lần tới chụp ảnh mà cứ thử bảo xem anh ơi nhìn sang trái một tí, hay là em ơi ngẩng lên hay cúi xuống một chút. Bài học đắt giá của mình đó là trong lúc khi mà mình làm cái việc chỉnh góc như thế này, nhiều khi mình bước vào một cái môi trường là mình cần phải có một cái kết quả gì đấy đặt ra, mình cảm giác như là mình đang làm việc vậy. Nên là cái giọng điệu và cái thái độ của mình nhiều khi nó hơi nghiêm túc quá, nó hơi serious quá, và suốt một thời gian dài mình không nhận ra điều này, nên là Trang nhiều khi cảm thấy hơi nghiêm túc quá hay là hơi căng thẳng quá. Nên có lẽ một cái tip nhỏ của mình đó là để ý cái giọng điệu và cái thái độ của bạn một chút, làm sao nó nhẹ nhàng hơn, làm sao nó ân cần hơn. Có lẽ như vậy thì sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái hơn. Tip thứ 6, đừng có nghiêm trọng hóa nếu mà vài chục, thậm chí vài trăm tấm ảnh bạn chụp cho bạn ý mà bạn ấy lại không thích bất kỳ tấm nào. Trong trường hợp này, bọn mình vào một cái quán cà phê có một cái setup rất là cute, rất là đáng yêu. Mình muốn chụp từ bên ngoài hắt vào, nhìn thấy cả cái khung cửa sổ, nhìn thấy cả mái, nhìn thấy tất cả mọi nơi. Ý tưởng của mình là mình muốn có một cái bức ảnh như là trong phim Hàn Quốc, người ta hay có kiểu ngồi trong quán cà phê xong rồi sẽ chụp từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, và cái
bạn ý đang sẽ ngồi đọc một cuốn sách hay là nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm thấy bâng quơ, và không phải là nhìn trực tiếp vào camera. Đây là giữa trời nắng chang chang, đây là mình chụp vài trăm tấm ảnh, thế nhưng mà cuối cùng chẳng một tấm nào mà Trang thấy ưa. Và mình hỏi rằng là tại sao lại không ưa? Không phải là mặt, không phải là cảnh, mà là cái vây ở trên cái tường ở ngay bên dưới. Và mình không thể làm được điều gì về cái việc là cái tường này nó có vây như là mấy cái vảy cá. Mình không thể làm được gì khác. Và nhiều khi những cái trường hợp như thế, đừng có take it seriously, đừng có take it personally. Tức là đừng nghĩ rằng là bạn là một người chụp ảnh tồi hay là ảnh của bạn tồi. Chỉ là cái khung cảnh đấy bạn ấy không ưa mà thôi. Còn đây, đây là dáng chụp ảnh cho bạn trai. Đây là một cái pro tip mà mình chia sẻ với tất cả mọi người, đó là bring the joy. Làm sao để có thể mang lại niềm vui khi mà mình chụp ảnh hay làm bất kỳ một cái điều gì. Mình hay thích nói đùa, tại vì đấy là cái tính cách của mình. Mình làm gì mình cũng cố gắng để tìm cái điểm mà trêu ghẹo bản thân mình hay là nói đùa người khác. Trong những cái bức ảnh nào mà cần Trang kiểu cực kỳ tươi rơi rói, mình hay đùa là tưởng tượng xem một cái anh bạn hay là một cái chị bạn nào đấy đang đi trượt chân ngã xong rồi bay lên trời hay là thủ quần rách áo gì đấy. Là không có ý mean hay là ý xấu tính gì đâu, chỉ là buồn cười lúc đấy và làm cho Trang buồn cười. Và cả hai đều có một cái khoảnh khắc vui, thế thôi. Tip số 8. Bắt đầu những cái tip này là khá là những cái tip mà kiểu khá là pro, nên là chú ý. Nếu mà take note được thì nhớ take note. Đó là cứ thỏa sức mà sáng tạo. Một trong những thứ mình thích nhất khi mà chụp ảnh ở những nơi mà mình có thể bắt đầu sáng tạo, đó là chẳng như là để cho movement, cho cử chỉ, cho hành động vào trong bức ảnh, làm cho bức ảnh nó không chỉ chẳng hạn như là có một người ngồi như thế này và nhìn vào camera, mà là có thể mình sẽ vung tay vung chân xoay người nha. Với bạn các bạn nữ, mình thực sự mình là nam, mình không biết chụp ảnh như thế nào, mình không biết pose như thế nào, nhưng mà với các bạn nữ chẳng hạn như các bạn có tóc dài thì các bạn sẽ quay lưng này và hất tóc như thế này, hay là cho ánh sáng, cho hoạt động vào. Những bức ảnh mà mình thích nhất đó là một lần bọn mình đi Phú Quốc. Ở đây có biển, có cây, có rừng, có cỏ, có để bơi. Để mà vừa lấy được cử chỉ ăn ý, vừa dáng, vừa góc mặt, nó cực kỳ tốn thời gian. Nên là chính xác hiện trước là tốn rất là nhiều thời gian. Mình mất vài trăm tấm ảnh mới được một cái tấm như thế này. Tuy nhiên là tại vì mình không phải chuyên nghiệp nên là nó giải thích cho việc vài trăm tấm ảnh. Mà nhớ là chụp ở cái burst mode, tức là bạn cứ giữ và nó sẽ chụp. Đây là cái tấm này mình bọn mình đang ở trên rooftop của một cái tòa nhà, một cái mall ở Đài Loan. Đây là một lần mà mình đi Phú Quốc, hai đứa đang bơi ở bể bơi đó. Nhưng mà tại vì Trang đã có một vài tấm ảnh mặc đồ bơi và rồi chụp vào bể bơi rồi, nên mà mình nghĩ làm sao để mình có thể cho cử chỉ, cho hành động vào đấy. Nên là mình xác định trước cái góc background như thế nào. Và còn lại là mình chụp burst mode và mình tung nước. Thực sự đấy là nước thật chứ không phải là nước giả đâu. Nên là mình tung nước vào. Và khi mà bạn ở burst mode thì bạn có thể chụp được những ảnh như thế bạn. Cái này khá đơn giản hơn, nó ở Đài Loan. Ngày hôm đấy là một ngày trời nắng rất là to, nhưng mà trời mây, oh my god, trời mây đẹp như một cái bức tranh vậy. Ở bên dưới có hồ nước, có cỏ, có cây cối. Và mình muốn Trang bước đi nhìn lại. Và đó là movement, đó là có cử chỉ, có hành động ở trong cái bức ảnh. Tiếp thứ 9, có lẽ nhiều bạn biết điều này rồi, đó là dễ chụp nhất là chụp xuôi ánh sáng. Tức là cái góc camera nó xuôi ánh sáng. Và ánh sáng đẹp nhất là vào lúc sáng sớm và rồi lúc hoàng hôn. Bản thân bọn mình, tại vì bọn mình không thích cái nóng một chút nào, và nhất là vào buổi trưa khi mà nắng quá là nóng ấy, làm cho bọn mình cái tâm trạng nó không thể làm nó thoải mái chụp ảnh được. Nên là thường bọn mình không bao giờ chụp ảnh buổi trưa. Với cá nhân mình thì cái thời điểm nắng mà đẹp nhất là mình thích nhất, mình sung sướng nhất, đó là lúc vào hoàng hôn. Người ta gọi đây là golden hour, đây gọi là giờ vàng ấy. Lúc mà ánh nắng nó dịu, nó vẫn không phải là trời tối, trời nó vẫn sáng, vẫn có đủ ánh nắng để làm cho mặt sáng và cảnh vật sáng. Nhưng mà nó có cái phản chiếu của nó, có một chút tương phản của nó có cái màu ấm của trời nắng lúc hoàng hôn. Tip thứ 10, đây là pro tip chụp ngược sáng. Nó có một vài cách để chụp ngược sáng. Một là bạn không nhìn thấy bất kỳ một chi tiết gì ở cái chủ thể, ở cái mặt của bạn ấy hay là người của bạn ấy, và chỉ nhìn thấy cảnh vật đằng sau. Thế nhưng mà mình hay thích cái kiểu dramatic, tức là vẫn có nhìn thấy ánh sáng, vẫn nhìn thấy mặt, vẫn nhìn thấy biểu hiện của mặt và cơ thể, nhưng mà vẫn có nhìn thấy ánh sáng và tia nắng ở đằng sau. Cái này nó hơi khó một chút. Cái mẹo để dễ hơn để bắt được tia nắng này, đó là sử dụng app. Một cái app mình hay sử dụng đó là Lens Distortion. Cái app này thì nó free ở trên App Store. Cái mà mọi người có thể làm đó là add thêm những cái tia nắng, thậm chí là bông tuyết vào trong bức ảnh. Cực kỳ cool, cực kỳ ngầu. Tip thứ 11, bình tĩnh và tâm huyết. Trước đây thì mình chưa bao giờ là một người mà thích chụp ảnh theo kiểu là
vài trăm tấm để lấy được một tấm ảnh. Chỉ là trong đầu mình không, mình không hiểu được cái điều đó, mình chưa cảm nhận được điều đó. Và có lẽ cái thời điểm ban đầu cái thái độ của mình nó không được tử tế cho lắm. Nhưng mà rồi mình nhận ra đấy là cái nghệ thuật với Trang, đó là cái mà Trang bỏ rất là nhiều tâm huyết vào. Và mình cố gắng ủng hộ cái điều đó, mình cố gắng làm cho cái việc chụp ảnh nó trở thành một cái hobby, trở thành một cái sở thích ngoài của mình. Có câu là cái thái độ mình làm một thứ là cái thái độ mà mình làm mọi thứ, làm bất kỳ điều gì. The way you do anything is the way you do everything. Thực sự thì mình chưa hỏi Trang về điều này, thì nhưng mà có lẽ chiều nay mình sẽ hỏi Trang. Mình thực sự mình cảm nhận được rằng nếu mà mình bỏ công sức, bỏ tâm huyết, bỏ cái thời gian và sự bình tĩnh của mình vào cái khoảnh khắc mà hai đứa cùng chụp những cái bức hình như thế này, có lẽ Trang sẽ cảm nhận được, có lẽ Trang sẽ biết được rằng là mình bỏ công sức và mình sẽ bỏ tâm huyết vào cái mối quan hệ của hai đứa. Ok, tip thứ 12, pro tip, bonus tip, chụp xuyên qua một cái gì đó. Khá như ở cái bức này mình chụp Trang với cả Trâm, thì lúc này mình bắt ghế lên và mình chụp từ trên trần, chụp từ cái đèn trùng xuống. Thế một cái bức khác mà mình cực kỳ tự hào, đó là lần đó mà mình đang show. Hôm đó ở đấy thì có cả cái giải phố, đây là hoa anh đào. Ý tưởng ở đây là bọn mình muốn Trang đứng giữa và hai bên dọc kéo bên dài xuống dưới chỉ toàn là hoa anh đào, một mình Trang đứng đấy và không có một bóng hình người khác. Nhưng mà tại vì hôm đấy lại vừa là ngày hoa mới nở và vừa là ngày nghỉ, nên là con trời kéo đến nhiều người hơn là cả hoa, không thể nào mà chụp được bức hình như vậy. Và trên lúc đường về khá là nản, khá là đói, mình tự dưng mình nhìn thấy từ xa xa tí, từ đằng xa có một cái cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh và nó nở hoa rất là to, cái bông hoa nó khá là to. Cái cây này nó chỉ bé như là một cái cành đào mà mọi người thấy ở Tết ở miền Bắc ấy. Thế là mình làm hai điều. Điều thứ nhất đó là mình để Trang đứng ngay sát cái cây, gần như là bước hẳn vào trong cái vòm cây đó ấy, để xem làm sao toàn bộ cái background chỉ là hoa anh đào. Và thứ hai đó là mình nhặt lên 3-4 cái bông hoa anh đào, đừng có bứt ha, nhặt lên 3-4 bông hoa anh đào ở bên dưới đất, đặt cái cánh hoa đấy ở ngay sát mép của cái máy ảnh, chẳng hạn như kiểu như thế này. Nó cảm giác như là mình đang chụp xuyên qua một cái cây khác ở trong một cái rừng hoa anh đào, Trang đứng giữa như vậy. Ok, đó là 12, 13, 14 tips của mình để giúp bạn chụp cho những bức ảnh tuyệt vời nhất cho bạn ý, cô ý, em ý, anh ý. Mình hy vọng rằng bạn thích những tips này và mình muốn nghe từ bạn. Chia sẻ ở phần bên dưới cho mình một tips nào mà bạn hay sử dụng trong những lần chụp ảnh với bạn ý, cô ý, em ý, anh ý. Và mình hy vọng rằng bạn có thể sử dụng ít nhất 1-2-3 cái tips mình chia sẻ ngày hôm nay để lần tới chụp hình, để lần tới có những cái kỷ niệm tuyệt vời nhất với nhau, lưu lại những cái kỷ niệm và những bức hình đẹp nhất. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ comment phần bên dưới cho mình chia sẻ một tips mà bạn thích trong video này, hay là một tips mà bạn hay sử dụng. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye. Hello mọi người, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã xem video này của mình. Mình hy vọng rằng bạn sẽ like và subscribe và chia sẻ với những người bạn khác của bạn để chúng mình có thể xây dựng một cộng đồng đầy những bạn trẻ tích cực và tự tin và hoài bão. Giúp mình một việc like và subscribe và bật chuông thông báo lên để mỗi lần mình ra một video mới, bạn sẽ là người đầu tiên có thể xem video đó. Và mình cũng có một món quà mà muốn tặng bạn, đó là một cái workshop, một series 3 video mình chia sẻ kỹ càng, tỉ mỉ, tương tận về cách làm thế nào để đặt mục tiêu, lên kế hoạch và thực hiện mục tiêu của bạn mỗi ngày. Nếu mà bạn muốn nhận series 3 video này thì chỉ cần vào trantrọngdức.com và rồi điền tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn vào, và mình sẽ gửi cho bạn series 3 video này cùng có worksheet video. Mọi người nhớ vào trantrọngdức.com và tham gia cùng mình trong workshop mục tiêu này. See ya.